Trong tập trước, Phương Lâm vì muốn thoát khỏi lệnh truy nã của Trường Tôn Hội mà cắm đầu cắm cổ chạy tới vùng đất Điên Lạc. Đây là nơi có luật lệ riêng, ngay cả Trường Tôn Hội của Thái Cổ Tinh Thần cũng không dám tự tiện xông vào. Phương Lâm dùng thực lực của mình nhanh chóng khuất phục một bộ lạc tên là Ám Hạt Tộc để làm tay sai. Sau đó, hắn đi đến Long Giáp Tộc tìm mua Viêm Hòa Dị Tinh. Tại đây, Phương Lâm gặp phải Tư Mặc Tử, kẻ được phái đến để giết hắn, nhưng vì luật lệ của vùng đất này mà cả hai đều chưa dám ra tay. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ngươi nói là muốn ta nhường Viêm Hỏa Dị Tinh cho người sao? Phương Lâm như cười mà như không, ánh mắt Phương Lâm không ngờ mơ hồ lại không dám dối mặt. Hắn trầm mặc một lát rồi ôm quyền nói, Viêm Hỏa Dị Tinh đối với Đoạn Thị Trường chúng ta có tác dụng rất lớn. Lão Phu, hắn vừa nói tới đây thì Phương Lâm liền hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này dường như là trăm vạn tiếng sét ầm ầm nổ tung trên tầng 2 của lầu các này, hình thành một cơn lốc quét ngang qua. Nữ tử quyến rũ kia sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau, thần sắc trở nên tái nhợt. Về phần lão giả hỏa tức tộc kia, thân thể lại càng run mạnh lên, tiếng chấn động kịch liệt vang lên, cả người hắn như bị một chiếc xe trăm vạn cân trực tiếp lao vào, nguyên thần trong thân thể run rẩy, đồng tử trong mắt co rút lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọn lửa toàn thân hắn dường như không còn điều khiển được nữa, lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Chiếc ghế hắn đang ngồi trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Mắt thấy ngọn lửa lan ra, tay phải Vương Lâm vung lên một cái, trong phút chốc một con gió vô tình gào thét hướng về phía lão giả hỏa tước tộc ầm ầm lao tới. Ngọn lửa ngoài thân thể hắn vừa tàn lập tức bị ngọn gió vô tình này hung hăng đè nén liền tắt ngóm, lại có một chút bị đẩy ngược lại người hắn. Sắc mặt lão giả trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lùi mạnh lại phía sau, bịch bịch lùi liên tiếp lại ba bước, mỗi bước hạ xuống đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất của tầng lầu này. Những dấu chân này dường như bị lửa thiêu đen kịt, còn có khói trắng bốc lên. Sau ba bước, lão giả gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển lực lượng hỏa diễm toàn thân, chỉ muốn ngăn cản xu thế lui lại phía sau. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh lùng va chạm với đôi mắt lão giả. Trong phút chốc, tâm thần lão giả chấn động ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm như một thanh lợi kiếm vô hình vụt tới, phá vỡ đôi mắt của lão giả, trực tiếp đánh thẳng vào nguyên thần, hóa thành một cổ lực lượng hủy thiên địa. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể lão giả cũng như một tấm màn tơ tằm, không thể ngăn cản thanh lợi kiếm này xuyên thấu. Thân thể lão lại lui lại phía sau một lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời. Nguyên thần trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị ánh mắt Vương Lâm biến thành lợi kiếm đánh tới, không bị nó xuyên qua mà vòng quanh vận chuyển quanh nguyên thần của lão, dần dần biến mất. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đối với lão giả của hỏa tức tộc này lại giống như một cơn ác mộng, sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ. Trước mặt ta mà ngươi cũng dám xưng lão phu? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử quyến rũ kia hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ cung kính vô cùng, trong đó còn ẩn chứa sự sợ hãi sâu sắc. Ồ, vãn bối lỗ mãng rồi, xin tiền bối chớ nên để ý, vãn bối biết sai rồi. Lão giả hỏa tức tộc kia toàn thân ướt sũng mồ hôi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi đã khiến tâm thần hắn nổi lên sóng lớn. Hắn biết được nếu vừa rồi đối phương muốn giết chết mình thì cực kỳ đơn giản. Lúc này hắn không còn chút kiêu hãnh nào như lúc lên lầu mà cung kính đứng ở đó, không dám ngồi xuống nữa. Tựa hồ trước mặt thanh niên này, không người nào có tư cách ngồi. Đem Viêm Hỏa Dị Tinh mà người giao dịch được từ nơi khác giao hết ra đây đi. Vương Lâm cũng không để ý tới lão giả này nữa mà tùy ý mở miệng nói. Nữ tử quyến rũ kia cung kính hạ thấp người, lấy ra một ngọc giản ra vuốt một cái. Ngọc giản này lập tức lóe lên thanh quang, được nữ tử này vung lên. Thanh quang vờn quanh ngọc giản, nhất thời bay lên, rơi vào vách tường trước mặt Vương Lâm, dung nhập vào trong đó. Vách tường lập tức nhúc nhích, bên trong có sóng gợn hiện lên. Không bao lâu sau, cả vách tường biến thành trong suốt, có thể nhìn rõ bên trong. Chỉ thấy trong vách tường có đủ các màu sắc, trong đó có ba hòn đá màu trắng lớn bằng nắm tay đang lơ lửng, chậm rãi chuyển động. Tiền bối, Long Giáp tộc chúng ta cho phép bán ra không nhiều Viêm Hỏa Dị Tinh, lúc này chỉ có ba khối bốn hà đạo hữu đến đây chính là vì để đổi ba khối Viêm Hỏa Dị Tinh này. Nếu hiện giờ tiền bối coi trọng thì cũng hơi làm khó cho vãn bối rồi. Nữ tử quyến rũ kia cúi đầu nhẹ giọng nói. Lão già hỏa tức tộc kia ngẩng đầu nhìn vào ba hòn đá màu trắng bên trong vách tường trong suốt kia, thầm than một tiếng, ôm quyền nói, tiền bối đã lưu ý thì vãn bối làm sao dám tranh đoạt chứ. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua vách tường, bên trong vách tường này không còn Viêm Hỏa Dị Tinh, chẳng qua chỉ là dùng một chút thuật thần thông chiết xạ để tránh người ta quan sát mà thôi. Tay phải phất một cái, trong tay Vương Lâm xuất hiện ba hạt đan dược. Đan dược này vừa xuất hiện thì lập tức bên trong có một lực lượng hỏa diễm vờn quanh, nhìn giống như là ba hỏa cầu vậy. Vương Lâm vung tay một cái, lao thẳng tới nữ tử quyến rũ kia. Nữ tử này trong nháy mắt khi nhìn thấy ba viên đan dược này ánh mắt bừng sáng, lập tức đưa tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, thất thanh nói, trời, đây là hỏa thú đỉnh cấp chế thành hồn đan, đổi lấy Viêm Hỏa Dị Tinh đã đủ chưa? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Nữ tử quyến rũ kia hít sâu một hơi, cầm đan dược cẩn thận nhìn thoáng qua một chút,
gật đầu nói, đủ rồi. Đúng lúc này thì lão giả hỏa tức tộc đột nhiên mở miệng, Triệu đạo hữu, có thể cho lão phu nhìn thứ này một cái được không? Lão giả nói chuyện như bình thường nhưng trong lòng lại ầm ầm chấn động, vừa mới nhìn thấy những hạt đan dược này, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong đan dược có một tia khí tức khiến tâm thần hắn rung động mãnh liệt. Nữ tử quyến rũ kia nhìn lão giả hỏa tức tộc một cái, hơi do dự nhưng thấy Vương Lâm không mở miệng, hai mắt nhắm lại, phảng phất không để ý gì tới chuyện khác liền đưa một viên đan dược cho lão giả hỏa tức tộc. Lão giả hít sâu một hơi, cầm đan dược, thần thức chợt động, trong nháy mắt khi dung nhập vào trong đan dược, thân thể hắn chấn động mạnh, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cẩn thận quan sát một lần nữa, hai mắt nhắm lại, một lúc lâu sau mới mở ra, trao trả đan dược cho nữ tử kia. Thần sắc hắn thoạt nhìn như bình thường nhưng tâm thần như sóng biển ngập trời đang trào dâng. Bổn nguyên, đây là hỏa bổn nguyên. Trong đan dược này không ngờ lại ẩn chứa một tia hỏa bổn nguyên. Một viên đan dược này đối với người bên ngoài có tác dụng không lớn như đối với hỏa tức tộc chúng ta có thể nói là không thể tưởng tượng. Chỉ là bổn nguyên này rốt cuộc từ đâu đến? Vương Lâm mở hai mắt, tùy ý nhìn lướt qua lão giả hỏa tức tộc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh không thể phát hiện, chậm rãi mở miệng, đem ba khối viêm hỏa dị tinh cho ta đi. Nữ tử quyến rũ kia vội vàng vâng dạ, cầm ba viên đan dược, vội vã đi xuống lầu. Trong lầu các yên tĩnh hoàn toàn, lão giả hỏa tức tộc kia vẫn trầm mặc, ánh mắt mơ hồ lóe sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Lâm cũng không nóng nảy, một lát sau, dưới lầu truyền lên tiếng bước chân. Nữ tử quyến rũ kia vội vã đi lên, chẳng qua bên cạnh còn có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc đạo bào, mái tóc màu tím, vẻ mặt không giận mà uy. Nữ tử đi phía sau hắn, thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Nam tử này vừa mới đi lầu, tộc trưởng ám hạt tộc phía sau Vương Lâm hơi biến sắc, khom lưng thấp giọng nói với Vương Lâm, là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc, kỳ quái, người này thân phận cao quý, rất ít khi tới nơi này. Nam tử này đi tới lầu 2, cười ha hả, cũng không nhìn lão giả hỏa tức tộc một cái mà hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cười nói, đan dược của tiền bối Long Giáp tộc chúng tôi cần, đây là ba khối viêm hỏa dị tinh, hắn vừa nói, tay phải lật một cái. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện ba hòn đá màu trắng nhẹ nhàng tung bay hướng về phía Vương Lâm, chứng kiến Vương Lâm thu nhận xong rồi, ánh mắt nam tử lóe lên, cười nói, không biết loại đan dược này tiền bối còn có bao nhiêu, có muốn đổi lấy vật khác hay không, đan dược thì không ít, chỉ là không biết ngươi có thể xuất ra vật gì để đổi lại. Vương Lâm mỉm cười nhìn nam tử trung niên nọ, nam tử sau khi bị hỏi ngược lại thì hơi sững lại, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, con rối và viêm hỏa dị tinh, tại bất cứ chủ tinh của trường lão nào cũng có thể đổi được. Nhưng Long Giáp tộc chúng ta có tam bảo này trừ Long Giáp tộc ra thì không có địa phương nào có được. Đệ nhất bảo vật chính là Long Giáp tộc Lân, đây chính là Long Lân, có 3.982 phiến. Ngoài ra còn có máu huyết của tộc nhân Long Giáp tộc ta, sau khi phối hợp thi triển thần thông thì có thể khiến cho hồng hộ tăng lên gấp bội. Pháp bảo tầm thường không thể phá vỡ nổi chút nào, mặc dù là thần thông cũng có thể ngăn cản một chút. Sau khi nói ra những lời này, nam tử nhìn Vương Lâm một cái, lại nói, bảo vật thứ hai chính là Bạch Cốt Long. Đây là do hài cốt của tộc nhân từ xưa của Long Giáp tộc chúng ta luyện hóa thành, số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một con Bạch Cốt Long này cũng có lực lượng kinh thiên động địa, mà quan trọng nhất là chúng vốn đã tử vong cho nên suốt đời bất diệt. Hả, vậy bảo vật thứ ba là gì? Vương Lâm cười nói, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc mỉm cười, chậm rãi nói, bảo vật thứ ba là một vật cực mạnh của Long Giáp tộc chúng ta, vật ấy tên là Băng Long Đan, đan này không phải để nuốt vào mà là để nổ tung đả thương địch thủ, một quả Băng Long Đan có lẽ uy lực không lớn, nhưng trăm quả ngàn quả vạn quả thì uy lực có thể nói là vô cùng. Trong tam bảo của Long Giáp tộc ta, trừ bảo vật thứ nhất ra, hai loại còn lại không phải do tộc ta sáng tạo mà là Điên Lạc Đại Đế ban tặng, là vật chỉ thuộc về Long Giáp tộc chúng ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, Long Lân, Bạch Cốt ta không cần, nhưng Băng Long Đan thì ta có chút hứng thú, ngươi cầm tới đây ta xem một chút. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc giơ tay chụp vào hư không một cái, không biết dùng phương pháp gì lập tức có ánh sáng lóe lên trong tay. Trong thời gian ngắn, bên trong có một mảnh đan dược màu trắng xuất hiện trong tay hắn, bị hắn vung lên một cái liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận, liếc mắt một cái, bên trong đan dược này ẩn chứa bốn loại khí tức. Bốn loại khí tức này lần lượt thay đổi, hình thành một loại cân bằng. Nhưng một khi loại cân bằng này bị phá vỡ thì sẽ lập tức nổ tung, uy lực tương đương với một kích của tu sĩ khuy niết. Một viên hồn đan đổi 100 hạt này, lời nói của Vương Lâm như chém đinh chặt sắt. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, gật đầu, được. Không biết tiền bối muốn đổi bao nhiêu Băng Long Đan? 1 vạn đi. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc vừa nghe Vương Lâm nói như vậy, hai mắt co rút lại, gật đầu nói, 1 vạn Băng Long Đan, nếu toàn bộ nổ tung thì có thể uy hiếp tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Tay phải hắn vung lên một cái, lập tức trong lầu các này quang mang bốn phía bùng lên, một đám Băng Long Đan lập tức xuất hiện, dần dần chất đống như núi nhỏ. Tay áo Vương Lâm vung lên thu lại tất cả Băng Long Đan này,
sau đó để lại 100 hạt hồn đan, đứng dậy rời đi. Tộc trưởng ám hạt tộc vội vàng đi theo phía sau, ra khỏi lầu các. Vương Lâm nở nụ cười lạnh, nói, ngươi về ám hạt tộc trước, ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Tộc trưởng ám hạt tộc cung kính vâng dạ, không dám nói nguyên nhân, vội vàng bay đi. Thần sắc Vương Lâm như thường, ở trong thành trì trên tu chân tinh của Long Giáp tộc chậm rãi đi lại. Hắn đã thả mồi, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu. Thiểm lôi tộc là ta trực tiếp xông vào, còn về phần hỏa tước tộc thì để bọn họ mời ta vào đi. Vương Lâm đang đi, không bao lâu sau thì thân thể sững lại, xoay người nhìn về phía sau. Ngươi theo ta một đoạn đường như vậy là muốn chết phải không? Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng, sau khi truyền ra thì phía sau hắn liền có gợn sóng quanh quần. Trưởng lão hỏa tước tộc bước một bước hiện ra, thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền cúi người nói, tiền bối bất giận, vãn bối đi theo chỉ là muốn giao dịch với tiền bối mà thôi. Vương Lâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lão giả hỏa tước tộc kia, chán lão giả mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, vãn bối có rất nhiều viêm hỏa dị tinh, nếu tiền bối muốn thì có thể đổi toàn bộ, vãn bối chỉ cần lấy hồn đan nọ. Người có bao nhiêu viêm hỏa dị tinh? Vương Lâm tùy ý mở miệng, kích cỡ như ba khối tiền bối vừa đổi vãn bối có 100 khối. Lão già bị ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm, tâm thần chấn động, sau khi nói ra mấy chữ này thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mang tới đây đi, Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lão già hơi do dự, cắn răng một cái liền không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vỗ lên bi tâm. Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đám hỏa diễm màu lam nhạt, tung về phía trước, ngọn lửa này bay thẳng về phía Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận được thì có thể nhận ra ngọn lửa nho nhỏ này thực tế giống như một túi chữ vật, bên trong có 100 viên viêm hỏa dị tinh, lớn nhỏ tuy bất đồng nhưng tổng thể mà nói thì cũng không sai biệt lắm. Sau khi xuất ra 100 hạt hồn đan cho đối phương xong, Vương Lâm xoay người bước từng bước rời đi, thân ảnh biến mất trong thành trì. Sau lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi của tu chân tinh này, tay phải hắn vung lên, lập tức một vạn băng long đan được hắn xuất ra, dày đặc ở bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, cười lạnh, lẩm bẩm, hồn đan mặc dù có quý nhưng lại không có khả năng một viên đổi 100 viên băng long đan có thể so với một kích của tu sĩ khuy niết. Long giáp tộc, các người đã tham dự vào chuyện này thì đừng trách Vương Lâm khiến các người gặp tai bay vạ gió. Vừa cười lạnh, Vương Lâm vừa vung tay phải lên, lập tức tu vi toàn thân hắn ầm ầm lan ra, ngọn lửa nơi mắt trái bùng cháy, trực tiếp lao ra, hóa thành một biển lửa vờn quanh một vạn hạt băng long đan này. Luyện cho ta, lời nói Vương Lâm vừa mới thoát ra khói miệng, ngọn lửa liền biến thành những lưỡi lửa màu lam, quét ngang một vạn băng long đan này, lập tức những tiếng bang bang vang lên, nhưng dưới nhiệt độ cao này, đan dược lập tức bị hòa tan. Đạo thuật, dung, hết thảy vạn vật trong thiên địa, thần thông cũng vậy, pháp bảo cũng thế, lực lượng cũng được, quy tắc cũng tốt, dung hợp cho ta. Thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn cực kỳ cường đại, có rất nhiều tác dụng, chỉ cần đạo thuật dung hợp này cũng đã trợ giúp rất lớn lao cho Vương Lâm. Giờ phút này có hỏa diễm phụ trợ, đạo thuật dung hợp khiến cho một vạn băng long đan bắt đầu dung hợp, dần dần, nhiệt độ ngọn lửa càng ngày càng cao. Một viên đan dược lớn như cái móng tay lóe lên ánh sáng màu vàng xuất hiện trong biển lửa. Cuối cùng tay phải Vương Lâm chụp một cái, ngọn lửa ầm ầm co rút lại, toàn bộ tiến vào trong đan dược, biến mất khỏi thiên địa. Một viên đan dược nho nhỏ này lúc này ẩn chứa một lực lượng hủy thiên diệt địa, trong đó không chỉ có 4 luồng khí tức mà đã thành 5 luồng, nhiều thêm một luồng chính là hỏa diễm lực. Do đó, uy lực của đan dược này đã điên cuồng tăng lên. Một vạn hạt đan dược hợp làm một, khí tức không tiêu tan, như thể đã có thể tạo thành uy lực so với thiên nhân đệ nhất suy. Nhất là giới thuật dung hợp bên trong có thể biến hóa, không ngừng áp xúc, đã gần tới vô hạn với thiên nhân đệ nhị suy. Mà ta lại gia tăng thêm lực lượng hỏa diễm, do đó băng long đan này khi nổ tung có thể đạt tới uy lực của thiên nhân đệ tam suy. Mắt phải Vương Lâm lóe lên, lôi đình gào thét lao ra, hóa thành lôi đồ ầm ầm trực tiếp dung nhập vào trong đan dược màu vàng kia. Đan dược này liền phát ra tiếng bang bang, lại một lần nữa được áp xúc. Cùng với sự áp xúc này, thiên địa biến sắc, lôi đình tràn ngập, đồng loạt chui vào trong đan dược này. 6 luồng khí tức, hơn nữa có thần thông ngưng lôi của Thiểm Lôi tộc. Lúc này lực lượng của đan dược này ẩn chứa đã có thể làm bị thương tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy. Trong mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu này là máu của cổ thần, cũng có cả tinh khí nguyên thần của Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm, máu huyết rơi vào đan dược. Đan dược màu vàng này bị huyết quang trùm kín, kim quang lập tức ảm đạm, lộ ra màu đỏ như máu. Huyết sắc này kinh thiên, ẩn chứa sát khí, có máu cổ thần và tinh khí của ta thì đan dược này đủ để uy hiếp tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Tay phải Vương Lâm vung lên một lần nữa, lập tức toàn bộ viêm hỏa dị tinh hắn đạt được liền xuất hiện lơ lửng trước người hắn, lại bị ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm lao ra dung hợp với nhau. Viêm hỏa dị tinh này không thể khiến cho chu tước của ta tỉnh giấc lần thứ tư, nuốt cũng vô dụng, nhưng nếu lấy khả năng điều khiển hỏa diễm của ta thì có thể khiến chúng trở thành thứ pháp bảo có uy lực hủy thiên diệt địa, không kém gì băng long đan mà ta vừa tế luyện lại. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi gì, lập tức triển khai đạo dung hợp, mắt trái lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh chu tước,
khiến cho ngọn lửa càng đậm. Thiên nhân đệ ngũ suy thì đã sao? Nếu thật sự là phân thân của ngươi tới nơi này thì Vương Lâm ta sẽ khiến ngươi diệt tuyệt tại đây. Nếu ngươi không phải là phân thân, bộc phát ra lực lượng của bước thứ ba thì ta cũng không tin tại vùng đất điên lạc này ngươi có thể may mắn sống sót. Dù sao thì thần thông của tu sĩ bước thứ ba thì triển ra thì vùng đất điên lạc này chỉ trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Mặc dù thật sự không có ai ngăn cản thì cùng lắm lão tử chạy khỏi nơi này. Lúc đó hẳn là hỏa tước tộc sẽ chờ sẵn mà tìm tới ta. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trước người co rút lại, luyện hóa tất cả viêm hỏa dị tinh, hình thành một tinh thể màu lam đậm. Bên trong không chỉ ẩn chứa bổn nguyên lực hỏa diễm mà còn có cả hình ảnh Chu Tước tồn tại. Sát khí trong ánh mắt Vương Lâm càng đậm, tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ lên bầu trời. Lập tức có hai con lộc thú biến ảo ra, chúng vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức quát khẽ, đoạn kiếm lộc cốt này còn một đạo phong ấn cuối cùng chưa mở ra, lúc này ta dùng bổn nguyên lôi đình đại thành thử một chút xem có thể mở được hay không. Trong giọng nói của Vương Lâm, lôi đình toàn thân hắn ầm ầm hóa thành từng luồng tia chớp ầm ầm theo ngón trỏ của Vương Lâm hình thành một tấm lôi võng bao trùm trời đất, vờn quanh bốn phía của ngón trỏ, những tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra, một đạo, hai đạo, trăm đạo, vạn đạo, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn đạo kiếm khí ở phía trong lôi võng này không ngừng bộc phát ra, cuối cùng ầm một cái liền phá tan cực hạn ngàn vạn đạo, cũng chạy thoát ra khỏi lôi võng, phóng ra ngoài thiên địa. Trong phút chốc, cả bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí thay thế, tràn ngập sát khí. 1.000 vạn, 2.000 vạn, cuối cùng kiếm khí này đạt tới 3.999 vạn thì dừng lại. Phong ấn còn một chút chưa mở ra được toàn bộ nhưng có thể phá tan một bộ phận thì cũng khiến cho uy lực của kiếm khí tăng vọt. Lúc này muốn chiến thì chiến đi. Vương Lâm đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ta ở nơi này chờ ngươi, có dám đánh một trận không? Tiếng thét kinh thiên động địa mang theo một sự khiêu chiến hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng truyền đi. Trên tu chân tinh này, trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều nghe thấy rõ. Trong thành trì phía đông của tu chân tinh này, sắc mặt lão giả hỏa tức tộc ngưng trọng. Bên cạnh hắn còn có bảy tộc nhân khác của hỏa tức tộc, thần sắc có tỏ vẻ khiếp sợ không thể kìm nén được. Trước mặt lão giả nọ là 100 viên hồn đan bị ngọn lửa thiêu đốt, đang dần dần bị hòa tan. Cuối cùng hồn đan không còn, ngay cả hồn phách trong đó cũng tan thành mây khói, chỉ còn một giọt máu tươi phát ra màu đỏ đậm, bên trong ngọn lửa trông vô cùng đẹp đẽ, quả nhiên không ngoài dự liệu của lão phu. Đan dược này sở dĩ có khí tức của bổn nguyên đúng là do có thứ máu này. Đây là thứ máu gì? Lão giả hỏa tức tộc hít sâu một hơi, đột nhiên lúc này tiếng hét mang theo ý khiêu chiến kinh thiên động địa truyền tới. Lão giả hỏa tức tộc biến sắc, ngẩng phất đầu. Đồng thời trong lúc này, tại thánh địa của Long Giáp tộc, trong một lầu các, tộc trưởng Long Giáp tộc và Tư Mặc Tử đang ngồi, trước mặt bọn họ có một người đang đứng cung kính một bên. Người này chính là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc, Phụ Tôn, đã dựa theo lời người phân phó, đem một vạn băng long đan xuất ra rồi. Tộc trưởng Long Giáp tộc trầm ngâm, nhìn về phía Tư Mặc Tử, chậm rãi mở miệng nói, người này cướp đi một vạn băng long đan của Long Giáp tộc chúng ta, vậy xin mời Tư Mặc Tử tiền bối hỗ trợ bắt giết hắn, sau này Long Giáp tộc chúng ta nhất định trọng tạ. Tư Mặc Tử mỉm cười, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên trong lúc này, cả thiên địa chợt truyền tới tiếng thét kinh thiên, trong tiếng thét đó lộ ra ý khiêu chiến. Tư Mặc Tử sắc mặt lạnh như băng, cũng lộ ra sát khí vô cùng, ta ở nơi này chờ, ngươi có dám đánh một trận không? Thần sắc Tư Mặc Tử biến đổi, đứng vọt dậy, ánh mắt như điện, ầm ầm lan về phía xa, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thiên địa, ầm ầm phá vỡ hư vô, trực tiếp thấy được trên đỉnh núi của tu chân tinh này, Vương Lâm đang đứng thẳng, ánh mắt ngạo nghễ, xem thường tâm trí người này rồi, nhưng dưới tu vi tuyệt đối mà nói thì hết thảy đều vô dụng. Tư Mặc Tử vừa cười lạnh, thân thể vừa bước về phía trước một bước, biến mất trong hư vô. Trong đại điện chỉ còn hai phụ tử Long Giáp tộc tộc trưởng, thần sắc âm trầm, Phụ Tôn, tu sĩ kia tu vi cao thâm, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lúc này tránh né ở vùng đất điên lạc, chúng ta có phải là hơi, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc hơi do dự thấp giọng nói, hắn đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ rồi, nếu ta đoán không lầm thì người này chính là người đã hủy diệt Thiểm Lôi tộc, giết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, giải thoát cho mấy vạn tu sĩ, hắn bị trường tôn hội phát thái cổ tinh thần lệnh truy đuổi. Tộc trưởng Long Giáp tộc, trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội âm trầm mở miệng nói, chuyện này, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc sửng sốt, thần sắc lập tức đại biến, nếu không phải như vậy thì Tư Mặc Tử với tu vi bước thứ 3 làm sao lại đột nhiên tới nơi này, hừ, nếu không phải là tu vi hắn cao thâm thì vi phụ tuyệt đối không hỗ trợ như vậy, nhưng nếu đem so sánh thì người hủy diệt Thiểm Lôi tộc dù sao cũng không phải là tu sĩ bước thứ 3, chỉ có thể giúp cho Tư Mặc Tử, nhưng mà Phụ Tôn, nếu Tư Mặc Tử tiền bối thành công thì thôi, chẳng may mà, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, chuyện này có thể nói là không thể xảy ra, mặc dù là có chẳng may thì hắn không chết cũng trọng thương, bỏ chạy chữa thương là đương nhiên, làm gì còn tìm tới Long Giáp tộc gây phiền toái nữa, huống hồ nếu hắn dám tới thì lão phu sẽ cho hắn có đi mà không thể trở về, vi phụ dù sao cũng là trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội, đại biểu cho Lạc Sinh hội,
hắn làm sao dám chứ? Tộc trưởng Long Giáp tộc thần sắc hãnh diện, vung tay áo đứng dậy rời đi. Trước khi có đại sự thì thường rất yên tĩnh. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tâm thần không bi không hỉ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay hắn chắp sau lưng, bạch sam đón gió tung bay, vài sợi tóc bị gió thối tung, khiến cho hắn thoạt nhìn trông như tiên nhân. Hắn đứng ở nơi đó, dung hợp với thiên địa, hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Đồng tử nhỏ bé 2000 năm tu đạo giờ đã đứng trên đỉnh của tu chân giới, có thể khiêu chiến tu sĩ bước thứ 3. Cho dù đây có là phân thân của tu sĩ bước thứ 3 chỉ có tu vi thiên nhân định ngũ suy đi nữa, nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên địa, ngoài Vương Lâm hắn ra thì làm gì có người nào có dũng khí đi khiêu chiến tu sĩ bước thứ 3. Cho tới giờ phút này, trên người Vương Lâm đã có phong phạm của đại tông sư, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ẩn tàng một cơn lốc nghịch thiên, tồn tại sát cơ vô tận, dám đấu với trời, dám tranh với mệnh, dám phản bác đạo, đó chính là Vương Lâm. Đoạt mệnh Lý Mộ Uyên với thiên đạo, trong hung hiểm tìm một đường sinh cơ, có thể ngưng tụ hương hỏa nhưng lại bỏ qua, tự bằng năm đạo bổn nguyên của bản thân bước tới cánh cửa to lớn của đại đạo, đi trên con đường từ cổ chí kim hiếm người bước qua, dẫn đường cho dân chúng trong 700 dặm phá tan thiên không, trở về tinh không, giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, lấy tu vi yếu ớt chống trời, lại cũng dựa vào lực lượng bản thân mà tới Thái Cổ Tinh Thần chỉ vì tiễn Lý Thiên Mai, tung hoành Thái Cổ Tinh Thần, bị cả Thái Cố đuổi giết. Hết thảy mọi chuyện này cho dù Thanh Lâm năm đó cũng cảm thấy không bằng, đó chính là Vương Lâm, hành tàu thiên địa, không cần lưu danh vạn cố, dãy núi vờn quanh người, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai mắt lộ ra sát khí và hàn ý, thần sắc Từ Mặc Tử ngưng trọng, hắn không dám xem thường người dựa vào lực lượng bổn nguyên, không cần tới hương hỏa mà có thể dẫn động lực lượng của bước thứ ba này. Lúc này hai tay hắn bắt quyết vung về phía trước, lập tức cơn lốc bên ngoài thân thể trong sự chấn động và gào thét xuyên qua thân thể hắn, trong tiếng vang kịch liệt lao thẳng tới Vương Lâm oanh kích. Cùng lúc đó, Vương Lâm giơ tay lên chỉ vào bầu trời, đột nhiên hung hăng chém xuống một cái. Sơn, đệ nhất băng. Cùng với tiếng nói của Vương Lâm vang lên, vô số hư ảnh núi lửa ầm ầm chấn động, từ trong đó tuôn ra khói đen cuồn cuộn như bao phủ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng tràn tới, trực tiếp va chạm với cơn lốc kia. Những tiếng ầm ầm chấn động thiên địa vang lên, hóa thành một lực trùng kích quét ngang bốn phía, bầu trời run rẩy, mặt đất rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tu chân tinh này cũng chấn động. Sơn, đệ nhị băng, đệ tam băng, núi lửa ầm vang, một luồng sóng nhiệt trào ra, hóa thành một luồng nham thạch nóng chảy đỏ rực cuồn cuộn cuốn tới cơn lốc. Tiếng va chạm lúc này đủ để chấn động tan màng nhĩ, dường như thiên địa bị xé rách, xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Trên mặt đất của tu chân tinh này cũng xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Sơn, đệ tứ băng, đệ ngũ băng, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, lập tức ngọn lửa dường như được gấp lên mấy lần, hóa thành núi lửa chính thức, bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Chẳng qua núi lửa này vẫn chưa phải là chân chính, bởi nó không có hồn, chỉ lấy thần thông ngưng tụ mà thôi. Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm vọt lên, tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chụp một cái, quát khẽ nói, sơn băng thuật nếu không có hồn thì ta liền ban cho thuật này hồn phách, lấy tất cả sơn hồn trên tu chân tinh này. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, toàn thể tu chân tinh này chấn động, mặt đất run rẩy, dường như là địa long cuộn mình. Trên tu chân tinh này, từng ngọn núi đều chấn động, trong tiếng động ầm ầm liền sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, dường như là vì không còn gì chống đỡ nên sụp xuống vậy. Bởi vì sống lưng của chúng chính là sơn hồn, trong nháy mắt này đã bị Vương Lâm hút lấy toàn bộ. Từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, một tia sơn hồn liền bị hút ra, từ trên ngọn núi của tu chân tinh này bay ra, đồng loạt hương tụ lại, trong phút chốc vờn quanh tay Vương Lâm. Trên tu chân tinh này giờ phút này không còn bất cứ một ngọn núi nào, chỉ còn những đống đá chồng chất. Vương Lâm lấy sơn hồn của cả tu chân tinh nắm trong tay, trong nháy mắt khi gió lốc của Tư Mặc Tử tới gần, sơn hồn này và sơn băng thuật dung hợp, trong nháy mắt này, hỏa sơn hư ảo do sơn băng thuật ngưng tụ đã có hồn phách của nó cực kỳ hùng hậu, là do vô số sơn hồn ngưng tụ mà thành. Hỏa sơn này lúc này mới là núi lửa chân chính, sơn băng thuật tới giờ mới được coi là hoàn toàn viên mãn. Băng, đệ cửu băng, bỏ qua vài bậc, trực tiếp tới lần sụp đổ cuối cùng của sơn băng, ngọn núi lửa kia ầm ầm chấn động, dường như bên trong có một cơn lốc bùng phát, vỡ tan tành, hình thành một cơn gió lốc tuyệt thiên địa do núi đá, nham thạch nóng chảy, khói đen và sơn hồn dung hợp lại. Cơn lốc này ầm ầm va chạm với cơn lốc do Tư Mặc Tử thi triển, một lực trùng kích mang tính hủy diệt trong nháy mắt bùng phát, giống như cuồng phong cuộn lên, rơi vào trên người Vương Lâm. Quần áo hắn bị thổi điên cuồng, mái tóc tung bay, sắc mặt tái nhợt nhưng thân thể lại không hề lùi lại mà ngược lại còn tiến thêm một bước nữa, tới thẳng hướng Tư Mặc Tử. Sắc mặt Tư Mặc Tử cũng tái nhợt, khi gió lốc va chạm tiêu tan, lực trùng kích tỏa ra thì trong nháy mắt này thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Sơn băng thuật, đây là thần thông của Bạch Phàm. Tốc độ của Tư Mặc Tử như chớp giật, trong nháy mắt khi gió lốc va chạm, hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía ngoài, lạnh giọng quát khẽ, trời là tranh. Lời này vừa thốt ra thì lập tức bầu trời biến đổi,
xuất hiện vô số gợn sóng và những mảng vặn vẹo lớn. Trong nháy mắt, hết thảy màu sắc đều tiêu tan, trở thành một màu trắng thuần túy. Màu trắng này giống như là màu của một bức tranh, trong đó có vô tận hư ảnh, sơn thủy uốn lượn, đất là mực. Tiếng nói của Tư Mặc Tử ầm ầm vang lên, mặt đất trong giờ phút này cũng vặn vẹo, trở nên đen kịt một mảnh, nơi nơi có những gợn sóng quanh quẩn, dường như đã trở thành mực. Ta là bút, một bút phá thiên, nên ta phá thiên đạo. Tư Mặc Tử cất bước, tay phải giơ lên, dường như trở thành một cây bút, vung lên trong thiên địa, khiến thiên địa thay đổi, dường như trở thành một giới. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, hắn đã từng cùng Lý Thiến Mai luận đạo, cũng có nói qua về thần thông thuật, lại cũng đạt được ngọc giản của Tư Mã Mặc, mà ở trong thất thải giới cũng đã tới động phủ của Tư Mã Mặc, biết rất nhiều chuyện. Do vậy hắn biết trong Phá Thiên Tông cũng có một thần thông tên là Phá Thiên Đạo, thuật này chỉ có các đời tông chủ và đại đệ tử mới được tu hành, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tư Mặc Tử, chẳng lẽ hắn là... Tư Mặc Tử đang ở trong bức tranh thiên địa, tay phải giơ lên vung xuống dưới, lập tức mặt đất đã trở thành mực, trong tiếng ầm ầm nổi lên sóng mực cuồn cuộn. Dưới những cái vung tay của Tư Mặc Tử giống như là mực dính lên cây bút, ở trên bức tranh vẽ ra toàn bộ sơn thủy, chỉ một vài nét bút nhưng ở trong bức tranh này đã hoàn toàn vẽ ra cả tu chân tinh này. Bên trong đó không ngờ lại có cả thân ảnh Vương Lâm, phân thân của lão phu tới đây cũng đủ để giết ngươi dưới Phá Thiên Đạo này. Ánh mắt Tư Mặc Tử lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên hướng về mặt đất hùng hăng phất một cái. Nhưng ngay trong tích tắc này, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời hét lớn một cái, Phá Thiên Tông, Tư Mã Mặc. Tiếng hét của hắn như sấm động, ầm ầm truyền trong thiên địa, dường như là tiếng giống giận của thiên đạo. Cánh tay phải của Tư Mặc Tử đang giơ lên trong nháy mắt run lên một chút, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Vương Lâm bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên, ngón trỏ bỗng nhiên hùng hăng điểm một cái về phía trước, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, thân ảnh Vương Lâm trượt biến mất, khi xuất hiện đã ở trước người Tư Mặc Tử, ngón trỏ tay phải như che trời hướng tới mi tâm Tư Mặc Tử hung hăng hạ xuống. Sắc mặt Tư Mặc Tử kịch biến, bởi vì tiếng hét của Vương Lâm mà mất đi cơ hội thi triển thần thông, giờ phút này không còn thời gian suy tính. Tay phải của hắn hung hăng phất về phía trước, một bút phá tan bức tranh thiên địa. Dưới một bút này, hình ảnh sơn thủy trong bức tranh lập tức ầm ầm bị xé rách. Theo sự sụp đổ của nó, thân ảnh của Vương Lâm trong đó cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Một lực giằng xé từ trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên truyền ra, hóa thành sự đau đớn, khiến cho sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, máu tươi tuôn ra nhưng bị hắn nuốt ngược trở lại. Sát khí trong mắt Vương Lâm tràn ngập, ngón trỏ tay phải hung hăng điểm tới. Lực lượng một chỉ này khiến trong mắt Tư Mặc Tử toát ra vẻ sợ hãi. Thân thể hắn vội vàng lui lại phía sau, tay phải giơ lên phất mặt đất hóa thành mực kia, lập tức ngăn trước người hắn. Không ngờ hắn mơ hồ cảm nhận được trong ngón tay Vương Lâm một nguy cơ sinh tử đã rất lâu không xuất hiện trong đầu hắn. Đây là thứ thần thông gì? Mực đen kịt lập tức ngăn cản trước mặt Vương Lâm, đụng với ngón trỏ tay phải Vương Lâm. Ngay trong tích tắc này, từng đạo kiếm khí ầm ầm từ trong ngón tay Vương Lâm bạo phát ra. Đây là sát chiêu của Vương Lâm, là một trong ba chiêu Vương Lâm chuẩn bị cho Tư Mặc Tử. Kiếm khí như sóng chiều, một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo. Một chỉ này ẩn chứa 39.999 đạo kiếm khí, lại thêm ngón tay hắn nữa chính là 4.000 vạn đạo kiếm khí. Uy lực của 4.000 vạn đạo kiếm khí quả thực kinh thiên động địa, trong nháy mắt toàn bộ điên cuồng bộc phát. Ở ngoài ngón tay của Vương Lâm lại còn có hư ảnh của hai con lộc thú xoay tròn, theo kiếm khí gào thét ra, hai đồng tử Tư Mặc Tử nhanh chóng co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin được, đây là... Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, màn mực do mặt đất hóa thành vừa mới đụng vào kiếm khí từ ngón tay Vương Lâm bộc phát ra liền ầm ầm sụp đổ, bị kiếm khí xuyên thấu qua, lao thẳng tới Tư Mặc Tử. 4.000 vạn đạo kiếm khí gào thét chuyển động, lấy thân thể Vương Lâm làm trung tâm hình thành một đạo kiếm phong, nổ, cơn gió lốc kinh thiên động địa. Kiếm khí nồng đậm phát ra tiếng rít chói tai, không ngừng xoay tròn lao tới, từ xa nhìn lại phảng phất như mấy ngàn vạn linh xà uốn lượn, rung động tâm thần. Hết thảy mọi chuyện đều ra trong nháy mắt, chỉ chớp mắt một cái đã 4.000 vạn đạo kiếm khí ngưng tụ trong ngón tay hắn, ầm ầm đánh vào người Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử phun một ngụm máu tươi, thân thể thoáng một cái liền phân làm 4-5 mảnh, cũng không phải là thân thể của hắn tan nát mà dùng một phương pháp đặc thù, trực tiếp tránh được một kích tất sát của Vương Lâm, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Vị trí của Vương Lâm hiện giờ vẫn ở trong thiên địa, nhưng phía trước hắn lúc này lại xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy thiên địa lúc này dù là thiên không hay đại địa, cả Phá Thiên Đạo trên thực tế chính là một thiên địa do thần thông tạo thành, hình thành tù ngục, dung nhập trong cơ thể địch nhân, lấy việc phá vỡ bức tranh của Tư Mặc Tử mà giết người. Vương Lâm bị vây trong hư ảnh thiên địa của Phá Thiên Đạo này không thể lao ra. Thần sắc Tư Mặc Tử dữ tợn, sau khi hiện thân hai tay liền bắt quyết, mạnh mẽ mở ra, lập tức hợp lại, hung hăng chém xuống một cái. Gầm lên, phá thiên, cùng với tiếng hô này,
thiên địa chỗ Vương Lâm phát ra tiếng động ầm vang, bầu trời trở thành bức tranh kia bị phá vỡ trong phạm vi lớn, hư ảnh của Vương Lâm trong đó cũng bị xé rách, trở nên vặn vẹo. Trong tích tắc này, tất cả tu sĩ trên tu chân tinh này tâm thần đều chấn động, ngay cả đám người lão giả hỏa tức tộc thần thức cũng đã sớm tản ra quan sát trận chiến này. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, thở dài một tiếng, lộ ra vẻ phức tạp, người này hẳn là phải chết không phải nghi ngờ gì nữa. Phá thiên đạo, không hổ là thần thông tuyệt học. Tư Mặc Tử, không ngờ hắn lại có thể tới nơi này, nếu thế thì thân phận của người bán đan dược cho ta hẳn là không phải tầm thường. Đáng tiếc là ta còn chưa biết được máu trong hồn đan kia đến từ đâu. Lão giả hỏa tức tộc lắc đầu, nhận định kết cục của Vương Lâm hẳn là phải chết. Trong thánh địa của Long Giáp tộc, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng đồng thời triển khai thần thức ra quan sát, giờ phút này cũng thở phào một hơi. Người này rất mạnh, đáng tiếc là dưới thần thông của Tư Mặc Tử không thể thoát vây, phá thiên đạo này cũng thật quá đáng sợ, có thể phá tan bầu trời. Trong thánh địa của Long Giáp tộc, tộc trưởng Long Giáp tộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn về bầu trời, thần sắc trở nên thoải mái hơn nhiều. Không biết tự lượng sức, Tư Mặc Tử là tu sĩ bước thứ ba, mặc dù là phân thân tới đây cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Người này có thể giết được trưởng lão Thiểm Lôi tộc nhưng ở trong tay Tư Mặc Tử thì chẳng thể có một chút sinh cơ. Nhưng hắn có thể khiến Tư Mặc Tử bị thương cũng không đơn giản. Cũng may là hắn không còn sống, nếu không thì hắn tìm Long Giáp tộc ta trả thù vì chúng ta đã giúp Tư Mặc Tử thì đúng là phiền toái. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người nhận định là Vương Lâm nhất định sẽ chết trong thiên địa do phá thiên đạo biến thành kia thì dị biến phát sinh. Đau nhức truyền từ trong cơ thể ra khiến đôi mắt Vương Lâm đỏ bừng, 4.000 vạn kiếm khí vờn quanh thân thể hắn, lao thẳng tới bầu trời như bức họa kia. 4.000 vạn đạo kiếm khí, phá tan thiên địa của bức họa cho ta. Thân thể Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, tự thân mình biến thành một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này đã tăng 4 vạn đạo kiếm khí thêm một đạo, kiếm khí vờn quanh thân thể, tỏa ra uy lực hủy diệt, xoay tròn mang Vương Lâm lao đi. Khoảng cách tới bức tranh thiên địa càng ngày càng gần, trong phút chốc ầm ầm đụng vào nhau, hơn 4.000 vạn đạo kiếm khí điên cuồng lộ ra, khiến cho thiên địa trong lúc này bị tiếng động ầm ầm thay thế. Phá tan cho ta, tiếng giống của Vương Lâm mơ hồ khàn khàn, đau nhức trong thân thể càng kịch liệt, hắn phun một ngụm máu tươi, tay phải hung hăng vung lên, kiếm khí ầm vang, thiên địa do phá thiên đạo hình thành kia liền sụp đổ. Thiên địa sụp đổ, hóa thành một lực trùng kích tràn ra, quét ngang tu chân tinh. Vương Lâm lao ra, trong nháy mắt khi hắn lao ra, hai mắt lão giả hỏa tức tộc mở bừng lên, lộ ra vẻ không thể tin được, hít sâu một hơi. Không chỉ có hắn, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc tâm thần cũng chấn động, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy bước, thất thanh nói chuyện này. Tộc trưởng Long Giáp tộc cũng biến sắc, trở nên cực kỳ âm trầm. Tư Mặc Tử, cuộc chiến của ta và ngươi lúc này mới bắt đầu. Vương Lâm sau khi lao ra, thân thể nhoáng lên, tay phải giơ lên bầu trời, quát khẽ một tiếng, ngươi dùng thiên địa vây ta, ta liền dùng thiên địa nén ngươi. Theo lời Vương Lâm nói, trong đồng tử hai mắt hắn lập tức có thiên địa biến ảo ra, thiên địa nghịch chuyển, trời thành đất, đất thành trời. Cũng trong tích tắc này, thiên địa bên ngoài ầm ầm chấn động, lập tức nghịch chuyển. Phiên thiên thần thông của La Mộng Đạo Tôn, thần sắc Tư Mặc Tử cực kỳ ngưng trọng, tay phải vung lên, xuất ra một pháp bảo. Một cây quạt 10 trượng đột nhiên hiện ra bên cạnh Tư Mặc Tử. Bên ngoài cây quạt này có vô số cấm chế biến ảo ra, lộ ra một cỗ khí tức tang thương. Tuế Nguyệt Cấm, đại phiên 10 trượng này phất lên như che cả trời đất, Tuế Nguyệt Cấm từ trong đó ầm ầm tràn ra, hóa thành 1.000 vạn cấm chế quét ngang quan, bay quanh toàn thân Tư Mặc Tử, hóa thành một dòng xoáy cấm chế rất lớn. Giờ phút này thiên địa nghịch chuyển, bầu trời ở dưới chân, mặt đất lại ở trên đầu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều rung động tâm thần, nhất là tộc trưởng Long Giáp tộc, đôi mắt lại càng co rụt lại. Người này không ngờ lại có thần thông của La Mộng Đạo Tôn. Hừ, dù là vậy ta cũng tin là hắn sẽ phải chết dưới thần thông của Tư Mặc Tử. Vương Lâm gầm khẽ một tiếng, tay phải hung hăng lật một cái, thiên địa ầm ầm liền áp sát vào nhau, đè nén Tư Mặc Tử đang ở trong thiên địa. Toàn thân Tư Mặc Tử tràn đầy cấm chế, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tuế Nguyệt Cấm, trong 5 tháng, dù là thiên địa thì cũng đều tiêu tan, sụp đổ, tan rã. Hai tay Tư Mặc Tử hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức cấm chế 4 phía ầm ầm tản ra, hướng về bên ngoài quét tới, đối kháng với thiên địa. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, thiên địa dưới lực trùng kích của Tuế Nguyệt Cấm dường như bị 5 tháng tràn ngập, tỏa ra vẻ thê lương, không ngờ mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tuế Nguyệt Cấm thuật, Thiên Hoàng Địa Lão, tiếng nói điên cuồng của Tư Mặc Tử truyền ra. Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại, đang muốn thi triển thần thông thì lúc này đột nhiên có một tiếng cười khẽ từ hư vô truyền tới. Tiếng cười này rất nhỏ nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai tất cả sinh linh trên tu chân tinh này. Có ý tứ, trong vòng 5 nhịp thở có thể chiến thắng phân thân của người bước thứ ba này thì ta đảm bảo cho ngươi ở vùng đất điên lạc này bình an. Đại đế, trong thánh địa của Long Giáp tộc, trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội sắc mặt đại biến, thất thanh cả kinh nói. Tư Mặc Tử cũng đồng thời biến sắc,
vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Một, tiếng nói truyền từ hư vô kia bắt đầu đếm. Năm nhịp thở, thời gian năm nhịp thở có lẽ quá ngắn, dù là đối với tu sĩ mà nói thì trong thời gian năm nhịp thở cũng chỉ như thời gian một tia chớp xoẹt qua chân trời mà thôi. Muốn trong vòng thời gian năm nhịp thở mà chiến đấu thì dù là tộc trưởng Long Giáp tộc hay là lão giả Hỏa Tức tộc hoặc Tư Mặc Tử cũng không tin tưởng. Trong thời gian năm nhịp thở mà kết thúc thì đúng là chuyện không có khả năng, dù sao thì Vương Lâm đối đầu cũng là Tư Mặc Tử. Nhưng Vương Lâm nghe xong câu này thì đôi mắt bừng sáng, một tiếng một truyền ra từ trong hư vô, tiếng nói còn chưa tiêu tán thì hai tay Vương Lâm đã vung về phía trước, tu vi toàn thân lập tức bùng phát. Thiên Hoàng Địa Lão, thuật này của Tư Mặc Tử là do hắn hiểu ra được từ Tuế Nguyệt Cấm, cùng với dòng chảy Tuế Nguyệt của Vương Lâm chỉ là khác về bề ngoài mà thôi. Giờ phút này khi hắn thi triển ra thì lập tức gió lốc do cấm chế phát ra ầm vang, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, thiên địa nghịch chuyển trong gió lốc không ngừng mở rộng, lập tức chấn động kịch liệt, bầu trời càng trở thành một mảnh khô vàng, mơ hồ xuất hiện những mụn mù càng ngày càng tăng lên, lần lượt vỡ tan, lộ ra nước đặc màu vàng, cả bầu trời trở nên hoang uế, mặt đất cũng ẩm ẩm lộ ra vô số khe nứt, có tầng tầng lớp lớp vết nhăn, dường như mặt đất đang nhanh chóng già đi vậy. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong tích tắc, nhưng chỉ trong nháy mắt thì thiên địa đè ép xuống đã sụp đổ trong Tuế Nguyệt Cấm. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, dòng xoáy Tuế Nguyệt Cấm quét ngang, cuốn lấy thiên địa đang sụp đổ kia, hóa thành một lực lượng hủy diệt không thể hình dung đánh thẳng về phía Vương Lâm. Mà trong giờ phút này, chính là lúc tiếng một kia vẫn đang ầm vang, toàn thân tu vi Vương Lâm vận chuyển, ngoài thân thể bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Trong mắt Vương Lâm lúc này, tinh không, tu chân tinh, vạn linh tồn tại đều có ánh sáng tỏa ra, nhanh chóng ngưng tụ lại ngoài thân thể hắn, hình thành một quang ảnh lớn. Quang ảnh thuẫn, trong nháy mắt khi Tuế Nguyệt Cấm tới gần, quang ảnh thuẫn thành hình, ầm ầm va chạm với Tuế Nguyệt Cấm. Quang ảnh thuẫn vừa biến ảo ra ngoài thân thể Vương Lâm liền lóe lên kịch liệt, dưới sự bao phủ của Tuế Nguyệt Cấm, khiến cho Tuế Nguyệt thuật lưu chuyển trên người Vương Lâm tăng lên gấp mấy lần. Thần thông Tuế Nguyệt Cấm này nếu đổi lại là người khác thì sợ là rất khó chống cự, nhưng đối với Vương Lâm, hắn cũng có Tuế Nguyệt Cấm, cũng hiểu được thức thần thông thứ hai của dòng chảy Tuế Nguyệt. Trong nháy mắt khi va chạm với cơn lốc Tuế Nguyệt, tay phải Vương Lâm vung lên, trong thiên địa liền vang lên tiếng động ầm ầm. Đột nhiên phía sau Vương Lâm xuất hiện một cánh cửa đá, trên cánh cửa này ẩn chứa khí tức thê lương vô tận, dung hợp với Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm giống như là đang đạp trên cánh cửa đá kia, bị năm tháng bao phủ, mặc cho phong vân xoay chuyển nhưng thân thể vẫn không chuyển động nửa điểm. Cũng trong nháy mắt này, lực lượng của quang ảnh thuẫn ầm ầm bộc phát, phát ra ánh sáng vạn trượng, lập tức chiết xạ ra, khiến Tư Mặc Tử biến sắc. Không cần nghĩ ngợi, thân thể lui lại phía sau từng bước một, tay phải giơ lên, hướng về phía Vương Lâm hung hăng ấn một cái. Dưới một ấn này, một trường ấn kinh thiên động địa hiện ra. Trường ấn này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thiên nhân đệ ngũ suy, mang theo toàn bộ lực lượng và quần cuộn sát cơ ầm ầm phá tan Tuế Nguyệt Cấm đang vờn quanh quang ảnh thuẫn, đánh thẳng lên quang ảnh thuẫn. Những tiếng chấn động vang lên kinh thiên, kịch liệt truyền ra bốn phương tám hướng. Quang ảnh thuẫn run rẩy, nhanh chóng sụp đổ, nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ, tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm truyền ra, lại một lần nữa hình thành quang ảnh thuẫn, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở, quang ảnh thuẫn đã xuất hiện ba lần. Sau ba lần xuất hiện rồi sụp đổ cũng khiến cho lực lượng của trường kia và lực lượng Tuế Nguyệt chiết xạ ra hơn phân nửa, hóa thành một lực trùng kích đánh tới Tư Mặc Tử. Hai, tiếng nói từ trong hư vô lại vang lên một lần nữa. Chỉ còn lại ba hơi thở, tất cả những người dùng thần thức chứng kiến trận chiến khoáng thế này không ai tin rằng Vương Lâm có thể trong vòng ba hơi thở chiến thắng. Trong nháy mắt khi tiếng hai vang lên, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, quang ảnh thuẫn sụp đổ, hắn cũng bị lực trùng kích tấn công, phun một ngụm máu tươi, nhưng lại ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trực tiếp phóng về phía trước. Cũng trong nháy mắt lao ra này, Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong tích tắc khi hắn lao ra, mắt phải lóe lên lôi quang, trong đồng tử có ấn ký lôi đình biến ảo ra, chín đạo ấn ký lôi đình xoay tròn, hắn lại phát ra tiếng thét dài, khiến lôi đình ầm ầm lao ra, hình thành một lôi đồ lớn vạn trượng trước người hắn. Lôi đồ kinh thiên động địa, bên trong ẩn chứa lôi bổn nguyên dày đặc, chín đạo lôi đình phát ra tiếng động vang trời, nhất là ba đạo cuối cùng chính là cực kiếp lôi, huyết mạch lôi và nghịch mệnh lôi. Ba đạo lôi đình này bộc phát ra năng lượng vô cùng, khiến cho lôi đồ phát ra quang mang vạn trượng. Cũng trong tích tắc này, cả thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số ngân xà, nhưng tia chớp liên tục lóe lên tràn ngập bầu trời, đồng loạt hướng về phía lôi đồ ngưng tụ. Vạn trượng lôi đồ kinh thiên động địa sau khi xuất hiện liền theo hai tay Vương Lâm đẩy ra, giống như là một kích của tu sĩ bước thứ ba hướng về phía Tư Mặc Tử tấn công. Lôi đồ tràn ngập thiên địa lao thẳng tới Tư Mặc Tử, thần sắc Tư Mặc Tử cực kỳ ngưng trọng. Cả đoạn đường hắn truy kích kiêng kỵ nhất chính là thuật lôi đình của đối phương. Thuật lôi đình này hắn chưa bao giờ gặp qua, chưa từng giao thủ, nhưng một màn trên chân ngôn tộc gần đó đã đủ khiến hắn kinh hãi. Giờ phút này khi nhìn thấy lôi đồ lao tới,
Trong đầu hắn lập tức hiện ra một cảnh tượng chứng kiến đối phương oanh kích trên tu chân tinh của chân ngôn tộc. Hai tay hắn bắt quyết, vung lên một cái, tuế nguyệt cấm lại lần nữa xuất hiện, hóa thành cơn gió lốc tràn ngập bốn phía, bao phủ dày đặc thân ảnh hắn. Để xem uy lực lôi đình của ngươi mạnh mẽ hay là tuế nguyệt của lão phu lợi hại. Tốc độ Vương Lâm như chớp, trong lúc cất bước thôi động lôi đồ, lại càng hấp thu rất nhiều tia chớp trong thiên địa, dường như đã trở thành thiên lôi, hóa thành một đạo lôi đình bất diệt từ vạn cổ, lấy một phương thức như thiên kiếp đánh thẳng tới Tư Mặc Tử. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, trong thời gian ngắn tiếng nói từ hư vô kia lại một lần nữa vang lên. Ba, trong nháy mắt khi tiếng ba này vang lên, toàn thân Vương Lâm đã hòa hợp với lôi đồ vạn trượng, thân ảnh hắn biến mất, cùng với lôi đình không hề phân biệt được nữa, đánh thẳng vào trong gió lốc do tuyến nguyệt cấm của Tư Mặc Tử biến thành. Tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa, hướng về bốn phía xa xa truyền đi. Trong lực lượng trùng kích kịch liệt này, gió lốc tạo thành từ cấm chế của Tư Mặc Tử ầm ầm chấn động, trong tiếng bang bang liền lập tức sụp đổ, dường như là một lực lượng mạnh mẽ xé tan, để lôi đình đánh thẳng vào Tư Mặc Tử. Cũng trong lôi đình này cuốn tới, lôi đồ cũng tiến tới gần. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, lôi đồ nọ lập tức đánh thẳng vào ngực Tư Mặc Tử. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, máu tươi không áp chế được liền phun ra, thân thể lui lại phía sau. Ở ngực hắn, tia chớp tràn ngập, phát ra tiếng loẹt xoẹt, khiến cho cơ thể Tư Mặc Tử trong khi lui lại thương thế lại càng nặng hơn. Thần sắc hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù hắn đánh giá cao lực lượng lôi đình của Vương Lâm, nhưng giờ phút này vẫn không thể tin nổi lực lượng có khả năng chuyển trời giải đất này. Tuế nguyệt cấm trước mặt lôi đình này đều tan nát. Vương Lâm cũng trong nháy mắt khi lôi đình va chạm với tuế nguyệt cấm bị tuế nguyệt cấm quét ngang, vẻ mặt trở nên già nua hẳn, dường như trong nháy mắt trở thành một lão già tăng thương. Nhưng trong một hơi thở này, có vô tận sinh cơ từ trong cơ thể Vương Lâm bộc phát, nghịch chuyển tuế nguyệt, khiến cho vẻ già nua tan đi, khôi phục như thường. Chẳng qua sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là cùng phân thân của tu sĩ bước thứ ba đánh một trận đối với hắn cực kỳ gian nan. Mắt thấy Tư Mặc Tử lui lại phía sau, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, sát khí tỏa ra ngập trời, thân thể tiến về phía trước, đang muốn truy kích, nhưng đúng lúc này, tiếng nói từ trong hư vô lại truyền tới vang lên quanh quần. 4. Tiếng nói kia còn chưa kết thúc, Vương Lâm đã thét lên một tiếng cắt đứt, tốc độ như một đạo cầu vồng cắt ngang trời, ầm ầm đuổi theo Tư Mặc Tử, hai tay vung mạnh về phía trước. Lập tức có một viên đan dược màu vàng chừng cái móng tay từ trong hư vô xuất hiện, hướng về Tư Mặc Tử với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt đã chỉ còn cách người hắn không tới 10 trượng. Nổ, không đợi cho đan dược này tới gần thêm, Vương Lâm không chút do dự cầm lên. Theo tiếng hô lớn này, một tiếng ầm vang chấn động thiên địa vang lên. Tiếng động này dường như là cả một tu chân tinh nổ tung, hóa thành sóng âm khôn cùng, cũng bộc phát ra một lực lượng hủy diệt. Tư Mặc Tử ở khoảng cách quá gần, trong lúc đan dược nổ tung liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ là trên người đối phương lại có pháp bảo thế này, lúc này đã bị lực lượng của đan dược màu vàng này đánh sâu vào toàn thân, huyết nhục bị xé rách, ngay cả xương cốt cũng đều bị đánh gãy. Nếu không phải bổn tôn của hắn là bước thứ ba vì ngưng tụ ra phân thân này đã tốn nhiều tâm huyết sưu tầm rất nhiều tài liệu, luyện hóa một thân phòng hộ gần như bất diệt thì giờ phút này thân thể đã tan tành. Phân thân này là khi Tư Mặc Tử phát hiện ra tu vi bị đình trệ ở không niết sơ kỳ không thể tiến lên, không có nhiều đạo linh, nên mới luyện hóa ra. Để cho phân thân đạt tới bước thứ ba, có thể đề cao thần thông bản thân. Giờ phút này lực lượng bạo tạc của đan dược đánh sâu vào phân thân, trong nháy mắt bị cuốn về phía sau. Lúc này Vương Lâm đã cất bước đi tới, vung tay lên, viêm hỏa dị tinh bị áp xúc vô số lần liền lóe ra. Nô, Vương Lâm chẳng chút do dự, ngay khi viêm hỏa dị tinh tới gần Tư Mặc Tử liền ầm một tiếng như đan dược màu vàng kia nổ tung, tỏa ra lực lượng hủy diệt lần thứ hai. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong nháy mắt. Không tốt. Tộc trưởng Long Giáp tộc đang dùng thần thức quan sát trận chiến không chớp mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc ầm ầm đại biến, đan dược kia nổ tung dư âm vẫn còn thì tiếng ầm vang lại ù ù dựng lên trong thiên địa. Tư Mặc Tử bị lực trùng kích gây thương tích, máu phun đầy miệng, giờ phút này đồng tử hai mắt co rút lại, vẻ sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn bộ hai mắt, hắn điên cuồng lui lại phía sau, một nguy cơ tử vong ầm ầm phủ xuống, dường như hóa thành một áp lực vô hình muốn nghiền nát toàn thân hắn. Viêm hỏa dị tinh nổ tung so với băng long đan còn kịch liệt hơn. Nó ẩn chứa hỏa diễm của thiên địa, dưới sự khống chế của Vương Lâm lại bị đè ép vô số lần, hình thành một lực lượng có thể uy hiếp sinh tử tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Thân thể Tư Mặc Tử bị thương, hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắn lùi lại thì tiếng hô nổ kinh thiên động địa của Vương Lâm lại vang lên. Viêm hỏa dị tinh kia chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu chân tinh, phủ khắp thiên địa. Tư Mặc Tử hét thảm một tiếng, toàn thân bị ánh sáng này bao phủ, lập tức bốc cháy, hỏa diễm của thiên địa này màu lam đậm, không thiêu đốt quần áo, chỉ đốt cháy huyết nhục và nguyên thần. Tiếng thét thê lương thống khổ khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần rung động. Nếu chỉ như vậy thì thôi,
Sau khi nhận hai sát chiêu của Vương Lâm thì Tư Mặc Tử mới trọng thương nhưng vẫn chưa tử vong, chẳng qua là hai mắt tan rã, lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trốn, trốn, trốn. Nhưng ngay trong nháy mắt lúc ý niệm này nổi lên trong đầu thì trong ánh lửa lại tràn ngập huyết sắc, giống như máu tươi tràn ngập đất trời. Cùng lúc đó có một tiếng kiếm reo vang khắp thiên địa, trong thời gian ngắn, từ trong huyết quang bay ra một thanh đoản kiếm lao thẳng tới Tư Mặc Tử. Tốc độ đoản kiếm này cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra, dù là thần thức cũng không thể tập trung. Tốc độ của nó dường như thoát ly quy tắc của thiên địa, đột nhiên tới gần Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử đã bị trọng thương căn bản không thể né tránh. Ầm một tiếng, thanh huyết kiếm xuyên thấu qua ngực hắn, máu tươi đồng thời phun ra từ phía trước lẫn phía sau Tư Mặc Tử. Trong cơ thể hắn có tiếng bang bang không ngừng xuất hiện, tuy vậy vẫn chưa tử vong mà vội vã lùi lại phía sau. Phân thân của Tư Mặc Tử dù sao cũng là thiên nhân đệ ngũ suy, không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Toàn bộ những gì Vương Lâm vì một trận chiến với Tư Mặc Tử mà chuẩn bị là băng long đan, viêm hỏa dị tinh, ngàn vạn đạo kiếm khí, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất xuất huyết kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi này, Vương Lâm đã triển khai toàn bộ thần thông, cuối cùng vẫn không thể giết chết tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Nhưng có thể khiến hắn trọng thương tới mức này thì Vương Lâm đủ để vang danh giới ngoại. Phải biết rằng hiện tại hắn mới chỉ có một đạo bổn nguyên đại thành. Nếu tới đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đại thành mà nói thì lúc đó Vương Lâm dù không mở ra không môn cũng có thể liều mạng với tu sĩ bước thứ ba. Chứng kiến Tư Mặc Tử vẫn chưa tử vong, thần sắc Vương Lâm âm trầm, thân thể trước tiếp bước nửa bước, tay phải giơ liên điểm một chỉ lên không, thì triển thần thông đuổi giết. Nhưng vào lúc này, tiếng nói từ trong hư vô truyền ra vang vọng, vùng đất điên lạc, có phải là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Trong khi lời nói này vang lên, Tư Mặc Tử đã trốn tới chân trời, bên ngoài thân thể đã xuất hiện gợn sóng, sắp sửa hoàn toàn thuấn di mà đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vạn vẹo, một luồng sóng không khí vô hình bỗng dựng lên, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Ngay trong nháy mắt khi thân thể Tư Mặc Tử sắp tiêu tan, từ giữa dòng xoáy mênh mông trong không trung, một ngón tay ầm ầm xuyên ra, hướng về phía Tư Mặc Tử hung hăng điểm một cái. Ngón tay này quá lớn, dường như có thể chống trời, do sóng không khí tạo thành, từ xa nhìn lại phẳng phất trong suốt, không khác gì bầu trời. Giờ phút này nó điểm xuống với tốc độ không thể hình dung nổi, ầm ầm một cái đã tới nơi, dường như muốn đem mặt đất phía dưới đục thủng, muốn phá nát cả tinh không vậy. Phân thân của Tư Mặc Tử dù là trọng thương nhưng có thể dùng một chỉ giết chết, tu vi đại đế nọ tuyệt đối hơn hẳn Thủy đạo tử một bậc, không biết so với Lam Mộng đạo tôn thì ra sao, mà người này rõ ràng là đang giúp mình. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, vốn hắn đã muốn rời đi, dù sao thì thương thế trong cơ thể hắn cần lập tức chữa trị. Nhưng khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên tu chân tinh này thì trong nháy mắt liền có hàn quang lóe lên. Trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội có gan giúp Tư Mặc Tử, chính là đối địch với ta. Trưởng lão thứ 9 ta hiện giờ muốn thử xem kẻ dưới của đại đế thế nào. Tính cách của Vương Lâm có thủ tất báo, hắn không đi trêu chọc vào người khác, nhưng một khi có người chủ động chọc vào hắn thì Vương Lâm rất ít khi bỏ qua. Giờ phút này hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ chuyển, hướng về phía Long Giáp tộc bay nhanh đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như cầu vồng ngang trời, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên tu chân tình này sắc mặt đại biến. Mà sau khi thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Tư Mặc Tử thì chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc sắc mặt trắng bệch, theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, thất thanh nói, phụ tôn, hắn. Tâm thần tộc trưởng Long Giáp tộc cũng chấn động một cái, âm thầm kêu khổ. Hắn không ngờ là đối phương thực sự có dũng khí tới tìm mình gây phiền toái. Giờ phút này tuy rằng tâm thần chấn động nhưng khi nghĩ tới thương thế của đối phương thì thần sắc liền lộ vẻ dữ tợn. Tất cả tộc nhân bước thứ hai của Long Giáp tộc ngăn cản tất cả ngoại nhân tiến vào Long Giáp tộc nửa bước. Tiếng nói ầm vang truyền ra, lập tức khí tức của Long Giáp tộc ầm ầm bốc lên, có gần 10 tu sĩ bước thứ hai bay ra, tâm thần khẩn trương đang muốn ngăn cản. Nhưng trong lúc này thiên địa ầm vang, lôi đình như lưu tinh giáng xuống. Vương Lâm bước nửa bước hiện ra, thân hình xuất hiện trên bầu trời Long Giáp tộc. Trong nháy mắt những tu sĩ bước thứ hai vừa vọt lên, tay phải Vương Lâm giơ lên rồi nhấn xuống phía dưới một cái. Cút ngay cho ta, giọng nói lạnh như băng vang lên kinh thiên động địa. Theo trường ấn của Vương Lâm hạ xuống, thiên địa chấn động, một trường ấn khổng lồ liền biến ảo ra hướng về phía dưới điên cuồng đánh sâu xuống. Gần 10 tu sĩ bước thứ hai của Long Giáp tộc đụng vào trường ấn kia lập tức phun máu tươi, có 3 người thân thể lập tức tan nát, không thể ngăn cản nửa điểm, tùy ý để trường ấn kia xuyên thấu, ầm một tiếng đánh lên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, cả vùng đất của Long Giáp tộc lập tức sụp đổ. Chỉ là một tiểu tộc mà dám bày mưu với Vương Mỗ, đúng là đi tìm chết. Vương Lâm vừa cười lạnh, thân thể vừa hạ xuống, ánh mắt như đuốc rơi vào người hai phụ tử tộc trưởng Long Giáp tộc sắc mặt đang tái nhợt. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không thể ngờ nổi là Vương Lâm dù bị thương mà vẫn có lực lượng mạnh mẽ tới vậy. Một trưởng vừa rồi hắn không có tự tin có thể tiếp nổi. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, tay phải giơ lên điểm lên bầu trời,
lập tức lôi đình ầm ầm ngưng tụ lại, sắc mặt tộc trưởng Long Giáp tộc đại biến, Ôm Nhi Tử lập tức lùi lại phía sau, quát to, ngươi dám giết ta, ta chính là trưởng lão thứ chín của Lạc Sinh hội, do chính đại đế tự mình chỉ định, đừng nói là giết ta, dù là làm bị thương ta thì đại đế nhất định sẽ băm thây ngươi làm vạn đoạn. Đúng lúc này thì đột nhiên từ xa xa trong thiên địa có một đạo kiếm quang gào thét lao tới, kiếm quang kinh thiên, từ xa nhìn lại như một đạo cầu vồng che trời, trong nháy mắt đã tới nơi này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đạo kiếm quang như cầu vồng này, sự kinh hoàng trong mắt tộc trưởng Long Giáp tộc liền tiêu tan, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên. Sứ giả của đại đế, ha ha, sứ giả của đại đế tới rồi, ngươi chỉ là một ngoại nhân mà dám trêu chọc vào Lạc Sinh hội chúng ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không chỉ có hắn mà ngay cả thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng lộ vẻ vui mừng, thở phào một hơi, sắc mặt rất thoải mái. Vương Lâm ngẩng đầu, vẫn chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn lại. Từ trong kiếm quang như cầu vồng, một nam tử trung niên mặc hồng sam bước ra. Trên người người này không có chút khí tức của tu vi nào, dù là Vương Lâm cũng không cách nào phát hiện ra. Hiển nhiên hắn tu luyện một công pháp ẩn giấu tu vi tuyệt đỉnh nào đó. Trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội bái kiến sứ giả của đại đế. Sứ giả đã tới, nhất định xin làm chủ cho tại hạ. Tộc trưởng Long Giáp tộc cực kỳ cung kính, nhi tử bên cạnh cũng cúi đầu. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, tay phải phất lên, trong tay liền xuất hiện một ngọc giản màu đỏ, tuyên khẩu dụ của đại đế. Thần sắc tộc trưởng Long Giáp tộc run lên, cúi đầu cung kính hơn nữa, tước bỏ tư cách trưởng lão thứ 9 của tộc trưởng Long Giáp tộc, ban cho một viên đan dược, lập tức nốt vào. Nam tử trung niên nọ nói xong, tay áo vung lên, lập tức có một viên đan dược bay thẳng về phía tộc trưởng Long Giáp tộc. Thân thể tộc trưởng Long Giáp tộc chấn động, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng đó, kinh ngạc nhìn viên đan dược màu đen lơ lửng trước mặt. Độc, độc mệnh đan đây đây. Thần sắc nam tử trung niên kia như thường, chậm rãi mở miệng nói, có một số người ngươi không thể trêu chọc vào bày mưu hãm hại, nếu chọc vào sẽ phải trả giá đắt. Hắn nói xong lập tức nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt không còn lạnh băng mà nở nụ cười, cung kính ôm quyền nói, thuộc hạ tham kiến thiếu đế. Thiếu đế, tộc trưởng Long Giáp tộc nghe tới câu này thì ngực như bị đập một chùy thật mạnh, trên mặt không còn chút máu, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và khổ sở vô cùng. Không chỉ có hắn mà những người Long Giáp tộc đứng bên ngoài sắc mặt cũng trắng bệch, tâm thần run rẩy, thần sắc lộ vẻ mờ mịt không thể tin nổi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc không chút biến hóa, đôi mắt lạnh như băng đảo qua trên người sứ giả. Thiếu đế, nam tử trung niên sứ giả kia vẻ mặt vẫn lộ vẻ cung kính và mỉm cười, vội vàng ôm quyền nói, đại đế đã truyền lệnh xuống, báo cho tất cả tộc lạc tại vùng đất Điên Lạc, ngài là thiếu đế do đại đế lựa chọn, ở trong vùng đất Điên Lạc vị trí cao hơn cả 13 trưởng lão. Thần sắc Vương Lâm như thường, không nói gì. Giờ phút này tộc trưởng Long Giáp tộc khổ não cầm đan dược, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói với sứ giả của đại đế, sứ giả, đại nhân có thể tha cho nhi tử độc nhất của lão phu hay không? Vẻ tươi cười trên mặt sứ giả biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói, ta chỉ tới đưa đan dược, tuyên khẩu dụ của đại đế, còn về phần sinh tử của người khác không có quan hệ với ta. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn thoáng qua nhi tử đã hoảng loạn tới thất thần, cắn răng hướng về phía Vương Lâm cúi đầu thật sâu, khổ sở mang theo vẻ cung kính thấp giọng nói, thiếu thiếu đế đại nhân, lúc trước mạo phạm, xin người hãy khai ân mà bỏ qua cho khuyển tử, hết thảy mọi chuyện ta xin một mình gánh chịu, xin thiếu đế khai ân. Hắn nói tới đây liền ngẩng mạnh đầu lên, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức túm lấy nhi tử. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc đang sửng sốt thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, đã bị nguyên lực của tộc trưởng Long Giáp tộc ầm ầm chảy vào trong cơ thể hắn, thế như trẻ tre, vang lên những tiếng bang bang kinh thiên động địa, trực tiếp vế bỏ kinh mạch toàn thân hắn, đánh nát nguyên thần, khiến cho tu vi hắn trong nháy mắt mất sạch, biến thành con người. Sự đau đớn từ trong cơ thể thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc điên cuồng truyền ra, khiến hắn phun máu tươi, sắc mặt như tro tàn, thiên địa bên ngoài cơ thể hắn vặn vẹo, dường như có một luồng khí tức từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, cuối cùng dưới nỗi đau quá lớn mà hôn mê đi. Thiếu đế, khuyển tử giờ đã mất tất cả tu vi, từ nay về sau không còn tu luyện được nữa, lại càng không thể uy hiếp gì tới thiếu đế, xin người cho hắn một con đường sống. Tộc trưởng Long Giáp tộc khom lưng khổ sở cầu khẩn. Vương Lâm trầm mặc, sau một lát liền gật đầu. Tộc trưởng Long Giáp tộc lộ vẻ cảm kích, tay phải vung lên một cái, đem nhi tử đã hôn mê tới một vùng đất an toàn, hít sâu một hơi, cầm đan dược không chút do dự nuốt vào. Đan dược này vừa vào miệng liền lập tức hóa thành một luồng hỏa diễm màu đen tự động chui vào trong cơ thể hắn. Ngọn lửa màu đen này lộ ra vẻ yêu dị, ở trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã thiêu rụi nguyên thần và toàn thân huyết nhục xương cốt của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn thân tộc trưởng Long Giáp tộc đỏ bừng, lộ ra màu đen. Ngọn lửa màu đen từ mỗi một lỗ chân lông bộc phát ra, khiến cho cả người hắn hóa thành một hỏa cầu màu đen. Sau khi ngọn lửa tiêu tan đi thì ngay cả một chút cặn bã cũng chẳng còn. Đây là thứ lửa gì? Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại, trên cả tu chân tinh rơi vào yên tĩnh.
Rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng này, tâm thần run rẩy. Oai nghiêm của đại đế ở vùng đất Điên Lạc này tựa như thần linh, không ai dám chống lại, nhất là tộc nhân long giáp tộc bốn phía. Đám người này trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu. Tu sĩ thiên nhân tứ suy ở trong giới nội đều là nhân kiệt, dù là ở giới ngoại cũng là trưởng lão của đại tộc, địa vị cao quý. Thế nhưng ở trong vùng đất Điên Lạc này thì chỉ cần khẩu dụ của một người là không dám phản kháng chút nào. Nước độc đan mà chết oai nghiêm của đại đế này rõ ràng đã xâm nhập trong lòng người mà hắn sở dĩ ban cho tộc trưởng long giáp tộc độc đan, sợ là muốn cho ta xem, gián tiếp cảnh cáo ta. Tộc trưởng long giáp tộc tử vong đại biểu cho chuyện này chấm dứt. Nam tử trung niên sứ giả kia lại lộ vẻ tươi cười, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cung kính nói, long giáp tộc không thể một ngày không có chủ, tộc trưởng tân nhiệm của long giáp tộc mong thiếu đế định đoạt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc như thường, nhìn vào một thanh niên tu vi khuy niết ở phía xa, mở miệng nói, để người này làm đi. Thanh niên kia đang run rẩy dưới oai nghiêm của đại đế khi ban cho tộc trưởng cái chết, bị Vương Lâm chỉ tới cả người hơi sừng sốt, trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt, cảm thấy như vừa lúc trước ở trong biển lửa địa ngục, lúc sau đã bay tới tiên giới vậy. Biến hóa kịch liệt này căn bản là khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Tu vi của hắn trong long giáp tộc cũng không phải là người cao nhất, cả đời này tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng long giáp tộc, chỉ có thể là trưởng lão mà thôi. Nhưng lúc này sau khi được Vương Lâm lựa chọn xong lại khiến trong tâm thần thanh niên này như có sóng gió ngập trời. Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, trở nên kích động, vội vàng bước về phía trước nửa bước, hướng về phía Vương Lâm cung kính ôm quyền, run giọng nói, đa đa tạ thiếu đế coi trọng, từ nay về sau, long giáp tộc của vãn bối xin tùy theo sự sai khiến của thiếu đế, dù diệt tộc cũng quyết không từ nan. Vãn bối, Vương Lâm vung tay lên cắt đứt lời nói của người này, chậm rãi nói, đưa tất cả băng long đan của tộc các người, các viêm hỏa dị tinh, còn có con rối, toàn bộ cầm hết ra đây, ta muốn lấy đi. Thanh niên kia vội vàng vâng dạ, đừng nói là giờ Vương Lâm bảo hắn lấy những bảo vật đó ra, dù là Vương Lâm có muốn nguyên thần của tộc nhân long giáp tộc thì hắn cũng không chút do dự đi lấy. Có thể trở thành tộc trưởng long giáp tộc đối với thanh niên này mà nói thật sự là may mắn quá lớn lao. Lúc này hắn đã sớm quên mất chuyện tộc trưởng tiền nhiệm chết ra sao, trong lòng đang đắm chìm vào trong hưng phấn và kích động, rất muốn nịnh nọt Vương Lâm. Nam tử trung niên sứ giả của đại đế hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cười nói, thiếu đế đại nhân, tại hạ xin cáo từ trước, phải trở về phục mệnh đại đế. Hắn vừa nói tay phải phất lên, xuất ra một ngọc bội màu xanh, cung kính đưa cho Vương Lâm. Thiếu đế đại nhân, ngọc bội này là của đại đế sai ta đưa tới, đại biểu cho thân phận của ngài. Ngọc bội này như đại đế đích thân tới, ở vùng đất Điên Lạc không người nào dám làm chuyện bất lợi đối với ngài. Đại đế còn nói sau 3 tháng nữa sẽ là ngày tuyển chọn trưởng lão Lạc Sinh hội, người muốn ngài tới dự. Sứ giả sau khi đưa ngọc bội xong liền ôm quyền cung kính rời đi, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía xa xa trong thiên địa. Vương Lâm cầm ngọc bội, cẩn thận quan sát, ngọc bội này chất liệu tầm thường, bên ngoài chỉ có một chữ đế, nét bút của chữ này đơn giản, giống như là liên tục ấn xuống, lộ ra một hơi thở tang thương, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy trong đó có một luồng lực lượng kỳ dị áp vào mặt. Bên ngoài tinh vực Điên Lạc, trong thái cổ tinh thần, trong nháy mắt khi phân thân của Tư Mặc Tử tử vong, ở trong tinh không mờ mịt, bổn tôn của Tư Mặc Tử đang ngồi trong một cái khe lớn. Hắn từ trong đả tọa mở bừng mắt, trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra, ánh sáng bùng lên, giống như điện quang xoẹt qua cái khe trong hư vô, khiến cho bốn phía chấn động ầm vang, dường như cái khe này sắp sụp đổ vậy. Một luồng khí tức bạo ngược từ bổn tôn Tư Mặc Tử phát ra, hóa thành một con lốc vờn quanh thân thể, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn tới. Quần áo Tư Mặc Tử bay phần phật, mái tóc dài phất phơ, vẻ mặt âm trầm như nước, ánh sáng trong mắt nhạt dần nhưng thay vào đó là sát khí và hàn ý nồng đậm trên khuôn mặt. Phân thân chết đối với tu vi của bổn tôn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Phân thân đó hắn tế luyện là vì tu vi không thể đột phá, muốn tu luyện thêm một thân thể bước thứ ba nữa. Nhưng phân thân chết đi lại phá hủy kế hoạch của hắn, khiến cho ý định hắn đã tính toán rất lâu trong đầu sụp đổ. Do vậy chẳng khác nào hủy đi tâm huyết bao năm của hắn. Điên Lạc đại đế, Tư Mặc Tử nghiến răng nghiến lợi, thần sắc lộ vẻ dữ tợn, còn cái tiểu bối lôi tu kia nữa, người này không ngờ ngoài lôi bổn nguyên còn có một tia hỏa bổn nguyên, mà hắn lại biết được tên gọi năm đó của ta, chẳng lẽ người này tới từ giới nội. Ánh mắt Tư Mặc Tử lóe lên, tay phải giơ về phía trước hung hăng chụp một cái khe này lại ầm vang, chấn động kịch liệt, bị mở ra một lỗ hổng. Tư Mặc Tử đứng dậy, bước về phía trước, tay phải chụp vào lỗ hổng một cái, quát khẽ, Thất Thải Thần Không Đinh, hiện ra cho ta. Ánh sáng bảy màu đột nhiên hiện ra từ trong lỗ hổng, và sáng vạn trượng, ánh sáng tràn ngập bốn phía đẩy lùi màn đêm đen kịt, khiến mọi vật hiện ra dưới ánh sáng bảy màu. Một cây đinh bảy màu nhanh chóng từ trong lỗ hổng bay ra, lơ lửng trước người Tư Mặc Tử. Một lát sau tổng cộng có 29 cây đinh bay ra, xoay tròn xung quanh thân thể hắn, khiến cho ánh sáng bảy màu càng ngày càng đậm, che khuất cả thân ảnh Tư Mặc Tử, khiến cho người ta không nhìn rõ thân thể hắn, chỉ còn thấy một màn sáng bảy màu.
Trường Tôn ban cho ta Thất Thải Thần Không Đinh chuyên để giết tu sĩ bước thứ ba. Điên Lạc Đại Đế kia một mình ta không thể chống cự, nhưng nếu tập trung tất cả tu sĩ bước thứ ba của Trường Tôn hội thì nhất định có thể giết người này. Hết thảy phải xem Trường Tôn hội quyết định thế nào đã. Tư Mặc Từ vung tay phải lên, Thất Thải Đinh bên ngoài thân thể lập tức thu vào trong tay, biến mất hoàn toàn. Thân thể hắn bước về phía trước nửa bước, cả người biến mất trong Điên Lạc Tinh Vực. Giờ phút này có một đám tu sĩ bay đi, đám tu sĩ này số lượng lên tới gần 1000, tu vi không kém, trong đó ước chừng có hơn 10 tu sĩ đạt tới bước thứ hai, vây quanh một người. Người này quần áo hoa lệ, là một lão giả, tướng mạo tầm thường nhưng nhìn lại cực kỳ âm trầm. Tham Lang Đại Cung Phụng, tu chân tinh của ám hạt tộc cách chúng ta không xa, chúng ta đã tra ra, thi thể con bọ cạp vạn cổ có khả năng nhất là ở nơi này. Lão giả được mọi người vây quanh thần sắc cao ngạo, hơi gật đầu, kiêu hãnh nói, tốt lắm, nếu việc này là thật thì các người sẽ được không ít lợi ích. Lời này vừa thốt lên liền khiến đám tu sĩ bốn phía lộ vẻ vui mừng. Nếu người khác nói lời này thì bọn họ cũng không tỏ vẻ vui mừng không thể che giấu như vậy. Nhưng người nói lời này lại là Tham Lang. Những năm gần đây trong Điên Lạc Tinh Vực không ai không biết Tham Lang. Tham Lang không đi những nơi không có bảo vật. Những lời này tu sĩ tại vùng đất Điên Lạc đều đồng ý. Do vậy những lợi ích người này đưa cho tuyệt đối không tầm thường. Tham Lang này ở vùng đất Điên Lạc hầu hết tu sĩ đều biết. Lai lịch người này thần bí. Không biết đã xuất hiện ở vùng đất Điên Lạc từ năm nào. Tu vi tầm thường, chỉ ở khuy nết mà thôi. Nhưng người này từ khi xuất hiện đều khiến người ta kinh ngạc. Đan dược và pháp bảo xuất ra đều gây nên sóng gió ở vùng đất Điên Lạc này. Mà tu vi của Tham Lang tuy không cao nhưng lại cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa am hiểu một chút thần thông quỷ dị, thường thường có uy lực vô cùng, lại có pháp bảo phòng ngự mạnh, cho dù là người có tu vi cao hơn muốn bắt người này cũng phi thường khó khăn. Nhất là người này lại am hiểu một loại thần thông bỏ chạy, thoáng một cái là tốc độ có thể tăng tới gấp 97 lần, người tầm thường căn bản không thể truy kích nổi hắn. Tham Lang này lại cực kỳ cẩn thận, thường thường thấy tình thế hơi không ổn là không chút do dự bỏ chạy, do đó hắn rất ít khi gặp phải nguy cơ. Thời gian trôi qua, Tham Lang này không biết vì nguyên nhân gì, tu vi tăng trưởng ổn định, chẳng ai hay biết đã trở thành tu sĩ tịnh niết, thần thông quỷ dị khó lường. Dần dần, cũng có một số cường giả trong các tộc lạc ở vùng đất Điên Lạc nổi lên lòng tham với Tham Lang, triển khai đuổi giết hắn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tham Lang hẳn phải chết thì lúc này hắn liền xuất ra rất nhiều pháp bảo chưa bao giờ thi triển. Mỗi một dạng pháp bảo đều có thần thông kinh thiên động địa, khiến cho ba tu sĩ toái niết đuổi giết hắn bị pháp bảo của Tham Lang gây thương tích. Trong ba người không ngờ còn có một người bị giết chết. Hai người còn lại trọng thương bỏ chạy, việc này đã gây nên một cơn sóng lớn trong vùng đất Điên Lạc. Đây là việc quá mức khó tin. Một tu sĩ tịnh niết không ngờ dưới sự đuổi giết của ba tu sĩ toái niết đã không chết, ngược lại còn giết được một người. Tên tuổi Tham Lang lập tức như một cơn cuồng phong lan đi, nổi danh hiển hách trong vùng đất Điên Lạc này. Nhưng hắn cũng bị tộc lạc có tu sĩ toái niết bị giết phẫn nộ. Tộc lạc này tuy không có trưởng lão của Lạc Sinh Ngội nhưng thực lực cũng rất mạnh. Vì giết Tham Lang, tộc này phái ra một tu sĩ đại thần thông tu vi đạt tới thiên nhân đệ nhất suy. Tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy đuổi giết một tu sĩ tịnh niết, chuyện này dường như là mãnh hổ dẫm một con kiến dưới chân. Việc này lúc bây giờ cực kỳ oanh động, nhưng ngay khi mọi người cho rằng Tham Lang khó thoát khỏi tai kiếp này thì trên người Tham Lang lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích. Tham Lang lại xuất ra đủ loại pháp bảo, trong số đó có một pháp bảo mà nghe đồn là một pho tượng bị tàn phá. Pho tượng này vừa xuất hiện, cả vùng đất Điên Lạc liền có mây mù ầm ầm cuồn cuộn bao phủ cả tinh vực, rất nhiều tiếng động như tiếng rít gào kinh thiên động địa từ thái cổ vang lên. Tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy dưới uy lực của pháp bảo này không ngờ bị diệt tuyệt. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng luồng lực lượng này lại chấn kinh tất cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp ở vùng đất Điên Lạc. Luồng lực lượng này đủ để hủy diệt tu sĩ đệ tam suy. Cho dù là đệ tứ suy thì cũng dễ dàng bị lực lượng này làm trọng thương. Chỉ là chẳng ai biết Tham Lang ngoài pháp bảo này thì còn có pháp bảo mạnh hơn nữa hay không. Dù sao thì pháp bảo trên người Tham Lang cũng tầng tầng lớp lớp. Những pháp bảo như vậy vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thậm chí cả bản thân họ không thể nghĩ ra là trong thiên địa này lại có thứ bảo vật có thể do tu sĩ tịnh niết sử dụng mà giết nổi tu sĩ thiên nhân suy. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.